Đó, ok, khi mà nó đã đầy thì nó sẽ tự động ngắt. Đây, chúng ta sẽ thử cái quả bóng nhá. Đang chưa? Đây. Ok các bác, thời gian bơm thì khá là nhanh. Đó, nó sẽ tạm dừng ở nó cái thông số mà nó đã ghi trên lốp rồi nhé. Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Điện Máy Việt Nhật. Hôm nay bên em xin giới thiệu đến các bác mẫu máy bơm đa năng mini của thương hiệu Hukang. Ok, toàn bộ sản phẩm em bày trên bàn đấy rồi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Nó sẽ có một cái túi đây rất là gọn gàng để chúng ta đúc các cái phụ kiện cũng như là cái bơm vào đây thì chúng ta di chuyển. Nhà bác nào có ô tô xe máy thì chúng ta nên sắm một cái về sử dụng rất là hay, thay vì chúng ta sử dụng cái bơm cơ các bác nhé. Sản phẩm này thì bên em cũng sẽ bảo hành cho mọi người là 6 tháng. Tiếp theo thì nó sẽ có một số cái phụ kiện như là cổng sạc này, đó. Chúng ta có thể sử dụng để sạc điện thoại như là để sạc cái bơm này luôn các bác nhé, sạc tai xi. Một cái dây đầu tẩu này chúng ta để trên ô tô, ví dụ khi cái bơm này nó hết pin thì chúng ta có thể cắm trực tiếp lấy nguồn điện 12V, nguồn điện ở trên ô tô đấy ạ, cắm đầu tẩu vào và chúng ta sạc cho cái bơm này, hoặc là chúng ta có thể cắm để sử dụng trực tiếp, được chưa? Rất là đa năng. Một số cái phụ kiện để chúng ta bơm bóng, bơm xe, bơm các thứ thể loại, xe đạp, ô tô, xích lô. Rồi, đây là cái đầu bơm, là cái đầu ra của nó này. Chúng ta sẽ cắm vào đây để chúng ta sử dụng nhé. Con này nó khá là phù hợp, nó nhỏ gọn thôi, nó chỉ có 12V thôi mọi người nhé. Trên đây thì nó sẽ có đèn này, đèn này chúng ta chiếu sáng cũng như là đèn SOS đấy, cảnh báo được chưa? Rồi, nó cũng thay thế cho một cái cục sạc dự phòng đó, để chúng ta sử dụng sạc điện thoại đây nhá, phía đằng sau này. Này thì chúng ta có thể cắm sạc từ đây, được chưa? Lấy các cái cổng sạc đây, chúng ta sử dụng cho điện thoại hoặc là chúng ta muốn sạc cái gì đó. Được chưa mọi người? Rồi, ok. Tiếp theo thì nó có một số cái tính năng ở trên đây thì nó có thể là bơm ô tô này, xe máy, xe đạp, bóng các thể loại nhé. Rồi có đồng hồ để báo lượng pin, cũng như là chúng ta có thể sử dụng các cái trên đây thì chúng nó có là các thông số, ví dụ là BR này, BSI này, KPA và kg trên cm khối. Đó, tùy theo chúng ta sẽ điều chỉnh. Và cái nút nguồn này khi chúng ta sử dụng, chúng ta bấm và giữ một chút thì nó sẽ hiện lên. Trên đây thì nó chúng ta sẽ điều chỉnh nhé. Chúng ta sẽ bấm cái nút U này, chữ U này nhé. Đó, để chúng ta sẽ lựa chọn bơm, chúng ta bơm cái gì thì chúng ta sẽ bấm vào đó, được chưa? Hoặc chúng ta cũng có thể cộng trừ, có nghĩa là ví dụ chúng ta muốn bơm cho nó về bao nhiêu theo cái thông số của chúng ta. Và cái đặc biệt của cái bơm này đó chính là nó đã có cảm biến ở trong này, lắp cảm biến. Khi chúng ta để ở chế độ nào thì nó sẽ tự động cân bằng lại cái lượng hơi ở trong lốp ấy, nó còn bao nhiêu đó, nó cân là được còn bao nhiêu ở trong lốp, xong nó sẽ điều chỉnh và nó sẽ bơm số hơi còn thiếu vào nhé. Nó sẽ bơm đúng như cái thông số mà ghi ở trên lốp, được chưa các bác? Đó, khi nó bơm thì nó sẽ điều chỉnh cho đúng cái hơi ở trong lốp để nó bơm cho đầy, nên là mọi người không phải lo là khi nào mà nó đầy hay là như thế nào nhé. Đúng thông số thì nó sẽ tự động ngắt, được chưa? Nó có thể có chức năng, nó có chức năng tự động ngắt và có chức năng chúng ta sẽ làm theo cái mà chúng ta mong muốn, được chưa mọi người? Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau test thử luôn cái sản phẩm này xem nó hoạt động ra sao nhé. Và hiện tại thì cái sản phẩm này thì bên em cũng đang bán với mức giá là nó chỉ có là 800 ngàn và bao ship cho các bác toàn quốc, 800 ngàn nhé, bao ship toàn quốc. Đến nơi thì các bác cứ kiểm tra và thanh toán sau. Và bây giờ chúng ta sẽ test thử luôn nhé. Ok các bác nhé, bây giờ thì chúng ta sẽ test cái chức năng bơm bóng nhé. Bóng này là em đã xì hết rồi nhé, chúng ta sẽ bơm nhé. Chúng ta sẽ điều chỉnh xuống phía phần bóng này. Và bơm lên. Ok, khi mà nó đã đầy thì nó sẽ tự động ngắt. Đây, chúng ta sẽ thử cái quả bóng nhé. Đang chưa? Đây. Đó. Ok, vậy chúng ta sẽ test sang những cái phương tiện khác các bác nhé. Ok các bác, bây giờ chúng ta sẽ bơm lốp xe máy nhé. Chúng ta sẽ lựa chọn này, vần xe máy này.
Ok các bác, thời gian bơm thì khá là nhanh. Đó, nó sẽ tạm dừng ở đó, cái thông số mà nó đã ghi trên lốp mọi người nhé. Ok các bác, vừa rồi thì đã test xong cái sản phẩm máy bơm mini đa năng của thương hiệu Phú Cang. Như các bác cũng đã thấy là thời gian bơm nó khá là nhanh. Bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì vui lòng liên hệ em qua số điện thoại hoặc Zalo 0982051388 để hỗ trợ tư vấn cho các bác về sản phẩm nhé các bác. Cảm ơn bác rất là nhiều.